Đâu chắc là xin được gặp thành công em ạ. Xin mời các bạn đến đây. Alo, con mới nói là mọi người mới nè đây. Mọi người có thể tiến gần lại đây một chút nữa không ạ? Đó, đang lại gần rồi, đó dừng dừng cái đó. Một chiếc vòng rơi là hoàn toàn không được. Vâng, và chị rất là giỏi ạ. Kinh nghiệm của chị mà. Đẹp lắm luôn, không biết nói nhỏ nhỏ thôi. Vậy thì bí quyết để mà chị có được một thân hình đẹp như này là sao chị? Làm nhiều quá. Trong cú này có vẻ như là chị không muốn ai đẹp bằng mình nên không chia sẻ hay sao ấy nhờ. Cao này có không phải Phương ạ? Cày quá nó ốm à? Cày quá nó ốm. Có nghĩa là mình hãy làm việc cho nhiều mà đúng không chị? Và có những ngày Tết đón chào một năm mới thật vui vẻ, đầm ấm và thật nhiều thành công hạnh phúc. Cảm ơn chị và chị hãy đồng hành với chúng em để là những con của họ. Ở trong đó nữa. Ôi, nhớ thử này.